Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân. Sáng ngày 23 tháng 6, lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân Kim Keon-hee được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Lễ đón diễn ra trong tiết trời Hà Nội mát mẻ. Đúng 9 giờ, đoàn xe lễ tân đưa Tổng thống, phu nhân và đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch. Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân Phan Thị Thanh Tâm nhiệt liệt chào đón Tổng thống Yoon Suk-yeol và phu nhân Kim Keon-hee thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Hai em học sinh gửi tới Tổng thống và phu nhân bó hoa tươi thắm, Chủ tịch nước mời Tổng thống bước trên thảm đỏ, tới bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước, trên nền quốc ca hai nước, 21 loạt đại bác rền vang đã được bắn từ Hoàng thành Thăng Long trong nghi thức chào đón cao nhất dành cho chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của nguyên thủ Hàn Quốc đến Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón, Chủ tịch nước và Tổng thống Hàn Quốc tiến hành hội đàm. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc và đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên ông tới thăm sau khi nhậm chức hồi tháng 5 năm 2022. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2022. Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống Yoon Suk-yeol đối với quan hệ Việt Nam, Hàn Quốc.